Nè nè nè, ba tên hớt tóc, cái đầu trọc lóc, cái đầu thằng tên cái này ra tóc bù xù như tô mì xào vậy đó. Bởi vì bữa nay Thanh Tiger chở nó đi chợ sởn cái đầu nó. Cái vấn đề mọi người thắc mắc ở đây là tại sao tôi tóc thẳng mà ba tên lại tóc quắn? Thì mấy clip trước nói rồi đó, tại tôi tóc thẳng giống ba, còn thằng tên thì tóc quắn giống mẹ. Đẩy cái đầu trùi lũi xong nhìn mát mẻ ghê chưa? Thủ trang đâu? Hôm nay học cút. Học sinh lớp 9 và năm sau chuẩn bị lên lớp 10 đây. Thấy như vậy chứ cỡ này bắt đầu dậy thì rồi đó. Về bữa bự chà bá nè. Giờ thằng tên đi học rồi mình lôi trái cây quê nhà ra ăn. Mấy trái cây này là của người ta cho không nè, ngon lắm. Mít này là của dì Tám cho, ghiền mít của bà dữ lắm, thơm phức ngọt ngay. Có mít nè, lê, cam, rồi quýt suma với bưởi nữa. Dù là ăn mít cũng nên chấm muối cho nó dễ tiêu chứ không tôi dễ bị sình bụng lắm. Cái này mọi người gọi là trái trứng gà hay là trái lê kima, nhưng mà từ nhỏ nghe mẹ kêu bằng quýt suma cho nên là kêu bằng quýt suma không hà. Có ai mê trái này không chứ tôi mê lắm. Nó thơm phức, tôi canh cái giờ ra đây ngồi ăn là đúng lúc thằng tin nó đi học về luôn. Đã dữ rồi, vừa về cái có nguyên mâm trái cây buffet ăn liền vậy đó.